tất cả các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình ha. Thì clip hôm nay các bạn thấy mình đổi góc quay vậy, các bạn cũng đã biết mình sắp quay cái màn hình này cho các bạn xem. Thì hôm nay tiếp tục là mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái web. Thì cái web này là clip trước, có những cái clip lúc trước mình quay á, clip mình giới thiệu cái web này cho các bạn rồi. Thì web là web ICFit, web có một cái event rất là lớn. Các bạn sẽ có được một cái voucher giảm giá 50%. Các bạn nghe kỹ nha, giảm giá 50% cho các bạn. Thứ nhất là tạo cái account mới của web. Thứ hai là cho các bạn gia hạn, những bạn nào đã có cái account cũ rồi muốn gia hạn thêm thì cũng được giảm giá 50% luôn. Riêng nói với những bạn xem clip này thôi nha, còn những bạn khác mình thì vẫn áp dụng giá lúc trước. Còn cái mã voucher để giảm giá 50% thì phần cuối clip mình sẽ công bố cho các bạn nha. Rồi bây giờ mời các bạn vào clip ha, để mình chuyển qua cái màn hình máy tính cho bạn xem. Rồi thì đầu tiên các bạn vào trình duyệt nè, vào Google Chrome nè. Các bạn cứ gõ vào chữ icfit.vn, nói như mình có rồi thì nó hiện là icfit.vn. Đó, thì mình bấm vô đây. Bạn nào chưa có tài khoản thì các bạn nhập tài khoản các bạn vô. Đây mình có tài khoản rồi nè. Tài khoản của mình là ngày 2 tháng 9 2022 là hết hạn nè. Đó thì các bạn vào đây. Đầu tiên các bạn muốn học nghề online thì các bạn có phần học sửa iPhone nè, các bạn bấm vô đây. Thì trong đây nè, có yêu cầu các bạn có gì nè. Đầu tiên các bạn cần phải đầu tư nè. Đó là thứ nhất là cái bộ kho hàng kính hiển vi nè. Thứ hai là tool ZX nè. Thứ ba là một cái máy iPhone 6 còn ok, máy full á, như là một năm cái main lao đó. Thì ở đây nó có những cái bài này, bài 1 nè, tìm hiểu linh kiện trên main iPhone, biết PC nè, chức năng nè. Rồi bài 2 nè, sửa lỗi iPhone 6 là nút nguồn nè, xác định nút bấm nguồn, đúng nút bấm nguồn ở đâu và cách đo linh kiện từ trang bấm vào tới PC, cách giải quyết ba chạm tới bài 4 nè. Thì khi các bạn bấm vô đây thì nó có cái nút gạt rung này, thì đầu tiên nè các bạn thấy cái khẩu quyết này thì các bạn cứ làm theo. Đó thì đầu tiên là các bạn kiểm tra quan sát nè. Đó rồi tiếp theo rồi không được các bạn tới tới cái dưới đây. Ở dưới đây mà không được nữa thì qua tới bên đây, nếu mà ở dưới đây các bạn được rồi thì nè kẹp nhím, nếu mà có tác dụng là chỉnh lên socket nè, nếu mà gắn lại không được thì qua thay dây, thì thay dây nó sẽ đông. Đó là bên đây. Rồi nếu mà không được nữa, kẹp không tác dụng thì này, tới bên đây là hướng dẫn các bạn làm tiếp cái gì. Rồi tiếp theo đó là mắc trở thì làm cái gì. Đó, rồi hoặc là nếu mà trở bình thường thì kiểm tra tiền trở treo lên app 118 nếu có. Có thì kiểm tra, không có thì thôi. Rồi tiếp theo là trạm hoặc thay sai trở thì cách ly bỏ tụ và đi hết mát trên đường nè. Đó thì đây qua đây thì đoan, nếu mà không đoan thì thêm tiếp cái ở đây cách ly hết, dẫn vậy thì lỗi vào ISO nguồn hoặc CU. Còn đây mắc trở thì câu dây xin cho có trở giống bên mẫu là đoan, đơn giản vậy thôi. Đó thì ở dưới đây thì khi các bạn xem bằng những cái hình này thì đầu tiên cái thứ tự đầu tiên là các bạn xem ở đây là mô tả cái lỗi, các bạn nên đọc cái này, nên đọc đi nha, như là ở đây nữa. Rồi tiếp theo nữa, các bạn thấy nó có những cái hình, những cái chữ viết nè, thì các bạn cứ đọc theo thứ tự nè. Bước 1 nè, bước 1 là có những cái gì nè, rồi bước 2, bước 3, bước 4 nè, rồi sau đó các bạn coi cái hình nè. Rồi người ta vẽ các bạn mới hiểu, cần như vậy thôi. Còn đầu tiên cho các bạn coi vẽ vẽ các bạn không hiểu này là gì hết, bạn phải đọc những cái này, đọc theo thứ tự là các bạn sẽ. Thì cái phần học nghề thì nó chỉ có vậy thôi. Đó, bạn muốn học nghề cơ bản, bạn học lý thuyết này, bấm vào đây. Đây lý thuyết nè. Đây là phần lý thuyết trên nền 6/3 nè. Đó, bài 4, bài 5, bài 6, bài 7 nè. Tới 14 bài nè. Đó. Đây, lý thuyết cơ bản của cái nghề điện thoại luôn, chứ không phải riêng iPhone hay là Android hay là những cái máy cõi gì hết á. Lý thuyết của cái nghề điện thoại luôn. Rồi các bạn muốn phần kỹ năng nè, thì đây có những cái skill là những cái kỹ năng nè. Cái này là các bạn có tài khoản các bạn vô các bạn mới xem được nha, còn các bạn không có tài khoản các bạn không xem được đâu. Nên đó là các bạn xem cái này xong thì các bạn, nếu mà các bạn thấy hữu ích với mình thì các bạn cứ tạo tài khoản, hoặc bạn nào có tài khoản rồi cứ gia hạn thêm. Thì tại vì đang có đợt event giảm giá 50%, cái này là giảm giá 50% riêng đối với thành viên của kênh của mình thôi nha, của cái kênh Phú Apple của mình nè, thì các bạn mới được giảm giá 50%. Còn những cái bạn khác mà không có xem clip này
thì cũng không có cái mã giảm giá 5% đâu. Thì cái mã giảm giá của bầu trời mình sẽ để ở cuối clip ha. Thì ở đây này có các kỹ năng cho các bạn nè. Kỹ năng là kho hàng còn rung tay này, làm quen với máy kho được lắp IC tụ trở nè, sử dụng kho để tháo chân IC nè, đó tập tháo chân IC, chân bụng IC có keo nè, rồi tập dọn keo nè. Đó, rồi hướng dẫn thay sốc két nè, đó các bài luôn. Thì đó có phần học. Còn khi mà các bạn đã là thợ rồi mà các bạn còn chưa có những kỹ năng, chứ mình không có nói là yếu hay kém gì nha, mình nói là các bạn chưa những kỹ năng hay là các bạn ít va chạm hay là này kia cái nọ, thì các bạn nhận một cái máy khách, ví dụ như giờ các bạn nhận một cây 11 Pro Max đi, một bạn bấm vô đây bạn tham khảo, ví dụ như giờ các bạn nhận được một cái màu 1 Pro Max bị chạm VDM, thì bạn thấy đây có nè 11 Pro Max chạm VDM giải pháp nè, bấm vô thử coi cái gì nè. Đó thì khi bạn bấm vô đây thì bạn cũng đọc ở đây là cái phân tích cái lỗi, rồi sau đó các bạn đọc theo cái số thứ tự này là người ta hướng dẫn các bạn các cách cái bước để các bạn làm đó. Rồi 11 lỗi chung dưới nè, đó thì cũng như vậy. Ở đây thì có cái phần mô tả lỗi của bằng chữ viết luôn đó, rồi có cái hình. Thì cái hình là cái các bạn cũng biết là 11 Pro Max á, cái phần sạc, cái phần audio là nó đóng hai cái main này với nhau, rồi hai cái main nó lại đóng ngược vào cái cọng dây đuôi sạc nữa, cho nên là các bạn sửa các bạn rất là cực. Các bạn muốn sửa mà phải tách hai cái main này ra, tách cái phần này với lại cái cọng dây ở dưới đó, tách ra xong rồi các bạn phải tách hai cái main này ra ra nữa thì các bạn mới làm được đó. Thì ở đây này đó nó hay bung những con này, người ta hướng dẫn câu lên. Đó thì những cái anh em chia sẻ có hiện đây nè, Vũng Tàu OS nè. Rồi 11 con mắt lỗi đúng gạt rung nè. Đó thì ví dụ vậy, giờ ví dụ như các bạn nhận được cây iPhone XS Max đi. Thì đây các bạn có cái tên chức năng linh kiện nè. Đó thì các bạn muốn biết cái này là gì đó, thì các bạn cứ lấy điện thoại, các bạn có Google dịch đó thì các bạn mở Google dịch, các bạn bật camera lên, còn bạn nào chưa có là bạn tải về, còn là các bạn nào mà xuyên đó, thì bạn gõ những cái hàng chữ này xong rồi bạn gõ vào phần Google dịch thì nó sẽ ra. Thì ở đây anh có hướng dẫn nè dùng Google dịch như thế nào đó. Google dịch như thế này là ví dụ sát nghĩa nè, chỉ lượng một chút là ra reto là 9 lượng 14 là 4013 nè. Đó rồi đây nó có nhiều lắm, ở đây thì hỗ trợ từ iPhone 4 tới 11 Pro Max luôn, là từ iPhone 4 tới hiện tại luôn, nên các bạn yên tâm. Ví dụ như những cái main đời sau này, ví dụ như XS Max á, thì ảnh cập nhật chưa có nhiều, ở như 11 Pro Max á, thì sau này ảnh cập nhật chưa nhiều, thì tại vì quá trình cập nhật ban bệnh thì phải do anh em làm, anh em gia chạm, anh em xử lý rồi anh em chia sẻ lên thì anh mới có cái tài liệu để anh cập nhật lên web. Thì các bạn cũng thông cảm là hơi lâu, còn những cái như đời cũ ít đến mắt rồi nè thì cái ban bệnh các bạn thấy là kéo xuống là nó 4 5 trang lần nè, đó như tới trang 5 lần nè, rất là nhiều mất âm thanh cuộc gọi nè. Đó anh đã tổng hợp lại hết rồi. Còn ví dụ như cái phần mô tả lỗi nè, một bấm vô đây thì nó có nè iPhone X, những cái lỗi mà hay gặp nè, lỗi bên người điện bên kia không nghe nè, rồi anten nè, nó có những cái mô tả lỗi của từ 6 tới XS Max nè. Ở đây nó có hỗ trợ iPad nè, iPad 234 nè, M1, M2, Mini 1, Mini 2 nè. Rồi phần có phần mẫu khóa iCloud đó nè, thì các bạn về đây các bạn xem mẫu khóa iCloud của iPad nè, đó đầy đủ. Rồi có gì thì ở đây có chia sẻ hết. Rồi ở đây có phần skill nữa nè. Đó skill các bạn dò tụ dò thôi xin lỗi, dò tự lỗi nè, cấm sạc lỗi nè, rồi sửa phần té lầu nè, reset counter nè, reset counter I2C nè, chứ phần reset counter nè, iPhone do dò nước nè, đó sang nghe đóng cặp rồi nè, đầy đủ hết. Có phần nên xem để mình vô mình coi có gì không. Đây file đi báo lỗi di chuyển cái thiết lập nè, nút bấm nguồn của iPhone nè, những cái này nên xem nè. Tổng hợp những cái nút bấm nguồn này, từ iPhone 6 tới từ iPhone 6 là tới 11 Pro Max luôn, 11 Pro 1 Pro Max này, rồi đưa về để bộ bằng phần cứng nè,
DFU phần cứng thì các bạn cứ canh cái chân chân DFU nào, bạn chích 1/8 qua con điện trở 1 ký á là được. 1/8 qua con điện trở 1 ký chích vào cái điểm DFU là máy tự đưa vào DFU. Bạn phải cắm cáp nha, bạn không cần cắm pin nữa, bạn chỉ cần cắm cáp chích 1/8 vào là tự động đưa vào DFU rồi. Đó. Này đủ. Những cái này cũng ít người biết nữa. Thì nó có cái bằng reset counter nè, reset counter anh em mình hay gặp nè. Thì reset counter ở đây nó có cái bảng mô tả lỗi nè. Nhưng bạn cứ nhớ cái này, ví dụ như M memory nè là NAND là ổ cứng nè. Còn safe ROM nè, nó là EEPROM nè, là con ROM liên quan trên đường PBN nè, rồi I2C nè, rồi I2C0, rồi I2C1, rồi I2C2 nè. AOB là gì nè? Đó, rồi BNB nè. Ở đây có cái cách để cho các bạn sửa nè, ví dụ như bây giờ là reset counter báo là I2C2 audio speaker top device audio convoy là loại liên quan tới dây cảm biến lo trên, IC lo trên đó. Thì nè báo nè, thì test nó khẩu quyết nè, thì cũng như cái kia thôi. Thì đầu tiên mà kiểm tra dây lo trên nè, đoan rồi thì thôi, không thì kiểm tra cấp áp, cấp cho trở chân IC trên men, rồi đoan up bài lên hoặc đoan, còn không đoan thì up bài lên mít ít hỏi anh em đó. Thì đây có cách hết nè, đọc dung lượng ổ cứng nè. Như đây bạn nào muốn thì có thể download những cái hình này về, nhấp vào đây download về. Download hình ảnh này về để dành xem. Thì đây là cái cách để các bạn đọc được cái dung lượng của cái ổ cứng mà bạn không có cần phải tháo cái máy ra bỏ cái bóc. Mà chỉ cần tháo cái main ra, các bạn dọn cái mã ra con ổ cứng nè thì nó có nè. Tụi như đây mình đang là xài là đang coi là cái ổ từ iPhone 4 tới 6 lút. iPad thì iPad 2 tới iPad E2. Đó thì có cái mã các bạn, thì nó chỉ có ba cái hãng làm ổ cứng gọi là Kainit nè, của Hynix nè, rồi Toshiba là SanDisk nè. Thì SanDisk thì nó dễ rồi, SanDisk thì cái dung lượng đó, nó hiện nó ghi ở ngoài luôn. Còn Toshiba thì nó có một cái ký tự nè để các bạn xem cái dung lượng nè. Còn Kainit thì nó cũng có cái ký tự nè. Đó, thì ký tự sau chữ T nè, nó là cái chữ gì, ví dụ chữ D là 16 GB. Ở đây chữ E là 32 GB, chữ F là 64, chữ số 1 là 128. Còn thằng SanDisk này thì nó để rồi thì không nói, còn bên đây cũng vậy. Còn Toshiba thì nó sau chữ G, chữ G, ví dụ G9 là 64, nó G7 là 16, G1 là 256, nó là vậy. Đó thì đây là 6S tới 7 lút, đây là 8 tới 11 rồi mắt. Với iPad mini 2 rồi. Thì iPad mini 2 mới có bài mở iCloud thôi. Rồi bạn vô 7 lút nè. Đó thì 7 lút nó có là giải pháp treo logo nè, chạm V-Pad này, chạm PDD nè. Trên này chức năng linh kiện có 7 lút nè, bấm có thử coi. Nếu bạn bấm vô bạn thấy ở đây là có tiếng Việt hết nè. Đó thì bạn bấm vô đây thì đây là con gì, đây là IC la bàn. Đó. Đây là con cảm biến xoay, ở đây là anten sóng, nó đẩy hết, đẩy hết cho các bạn xem. Các bạn nào không biết thì cứ vô đây xem, nhiều bạn nào không biết con nào là con gì nữa thì các bạn vào đây xem. Thì ở đây các bạn thấy nó có những cái góc màu 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 vàng vàng này, đó là những cái chỗ mà để các bạn để cái con IC nó quay theo chiều đó, là cái chiều cái chấm của con IC á. Nói vậy các bạn hiểu cái chiều cái chấm của con IC á, và thấy những cái dấu mà gạch mà vuông góc mà vàng vàng có chút xíu xíu này, nó là cái góc của con IC á. Thì các bạn cứ dòm đang bạn đóng con IC theo đúng cái góc này là được ha. Đó đây là mặt trước Wacom nè, mặt sau Wacom nè, em mặt trên Intel nè, à, mặt sau Intel nè. Thì main Intel với main Wacom nó khác nhau là con PBN nè. Con PBN của Wacom thì nó hình, hình vuông, còn thằng này thì nó hình chữ nhật, nó dài tí xíu. Nó còn có phân biệt là như qua Intel này thì ở sau này chỗ này nó không có con chip này, ở đây nó không có chip. Còn thằng Wacom nè
cơm thì ở sau này nó có con chip nè, à, bạn thấy không, đây nó có chip chuyển mạch anten nữa nè, còn theo thì không có, nhưng mà anten để 5G cái gì đó mình cũng không rành. Đó thì đây đủ khi các bạn nhận một cái máy, bạn cứ bấm vô đây trước, bạn cứ lên web này, ở bạn hiện tại lúc trước cái web là giá thuê là 700k cho tạo mới, 5 cho gia hạn, thì tính ra ngày bạn tốn ngàn mấy, nhưng mà bây giờ đang được giảm giá 50% đối với các bạn xem clip này, thì tính ra là coi như là nếu mà các bạn nếu mà các bạn tạo ạc mới 700k mà giảm 50% thì còn có nhiêu, còn có 350k, mà 350k mà các bạn chia cho 365 ngày thì tính ra ngày các bạn chưa tới 1.000 đồng nữa, rất là rẻ luôn. Các bạn không chịu tạo hay gia hạn thì nói gì nữa. Rồi thì clip hôm nay cũng khá dài rồi, thì các bạn muốn thì các bạn cứ tạo cái account, hoặc là bạn không có rồi thì cứ bạn gia hạn, bạn nào chưa có là bạn tạo account, bạn sẽ xem được những cái nãy giờ mình trình bày với các bạn ha, các bạn sẽ thấy nó hay ở chỗ nào. Thì hiện tại nó đang có đợt giảm giá, tại vì mình mới xin được cái mã giảm giá cho cái kênh của mình, cho những bạn nào xem cái kênh này của mình. Rồi thì các bạn xem nếu mà thấy hợp lý, thấy ổn thì các bạn tạo mới, còn bạn nào có rồi thì gia hạn để được giảm giá 50%. Các bạn xem clip mình mà thấy hay thì bạn cho mình xin một like, bật quả chuông chọn tất cả để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình nha. Xem nhớ like và subscribe để mình có động lực mình làm những video tiếp theo cho các bạn xem nha. Rồi bye bye, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.